Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Hậu đang ngồi bên cạnh cây sung Mỹ Black Madeira. Thì như các bạn biết, sung nó có rất nhiều loại, cả vài trăm, có người nói là hơn 1.000 loại. Thế thì những cái loại mà mình mua được ở ngoài chợ, ví dụ như là Brown Turkey hoặc là Black Mission, thì những cái đó họ gọi là Common Fig, tức là những cái loại sung hoặc là vả thường thôi. Còn những cái loại mà người ta mua được ở trên mạng để mà sưu tầm trồng á, thì những cái loại đó hiếm hơn. Và hai loại hậu được ăn mà hậu thấy ngon nhất, một loại hậu đã review thì gọi là Ponte Tresa. Còn cái loại hôm nay mà hậu sẽ review với các anh chị và các bạn thì gọi là Black Madeira. Thì hậu thấy hai cái loại đó là hai thứ ngon nhất mình được ăn. Riêng cái cây này thì nó có xuất xứ từ bên Madeira, tức là một cái hòn đảo ở bên Portugal, bên Bồ Đào Nha, cùng cái quê hương của anh chàng đá banh nổi tiếng Cristiano Ronaldo. Thế thì cái cây này đó các bạn, hồi đầu năm nó chết xuống dưới gốc luôn, vì nhiệt độ ở ngoài này lạnh quá, mà năm đầu tiên mình đưa ra cho nên mình không biết. Rồi sau đó mình tưởng là nó chết rồi, nhưng mà đầu mùa xuân thì nó mọc lên ba cái cành mới. Và từ ba cái cành đấy lại bị con nai ăn một lần nữa. Rồi từ đó nó mọc lên lại. Thì đến bây giờ là tháng 10 thì nó lên được bằng này. Và nó có được một số quả. Và hôm nay có hai trái chín lận. Cho nên mình bắt đầu mình sẽ review hôm nay nha các bạn. Hậu nói một chút về cái cách mua cây này nha các bạn. Thì có một số bạn, những người mà thích cây sung Mỹ đó, thì đều ao ước có được một cây Black Madeira. Tại vì mọi người mà sưu tầm sung thì đều đồng ý với nhau là sung Mỹ, họ gọi là Holy Grail trong làng sung, có nghĩa là một trong những thứ mà ai cũng đồng ý là thuộc loại ngon nhất ở trong làng sung hết. Thế cho nên cái câu hỏi hậu muốn trả lời là mua cái cây này ở đâu? Thì thường thường hậu thấy những cái chỗ mà bán cây giống đó, ở địa phương thường là không có cây này các bạn. Chỉ có những người sưu tầm và họ chiết cành hoặc là họ cắt cành ra gây giống á, thì thường là họ bán ở trên eBay. Và cây này hậu mua được trên eBay cách đây là khoảng 3 năm. Lúc đó khoảng chừng 100 đô la một cây các bạn. Thế thì năm đầu tiên đó các bạn, nó không ra trái. Xong rồi sau đó một năm nữa thì nó ra hai cái cành hai bên rất là to. Và mỗi cái cành nó cho mình được 10 trái. Thì cái năm thứ hai đó là cái năm mà mình được ăn ngon nhất. Vậy rồi tiếp theo năm sau thì mình mang ra ngoài vườn. Và mình không hề biết là mùa đông nó bị chết tới gốc như vậy. Cho nên cuối cùng năm nay thì mình lại được ăn, sau khi đợi mấy tháng á, thì mình được ăn cái trái này. Bây giờ hậu sẽ chiếu cận cảnh để cho các bạn xem trái chín nhé. Hậu thấy nhìn cái hình dạng đó thì nó không có đẹp bằng cái trái mà hậu có 2 năm trước. Nhưng mà vì năm nay mùa lạnh nó sắp đến mà nó kịp chín là mình đã may rồi các bạn ạ. Tại vì trồng cái cây này có nhiều người đó, họ trồng nhưng mà mùa lạnh đến và họ không được ăn. Còn những người mà họ chuyên môn hơn á, thì họ phải làm cái greenhouse. Greenhouse thì ít người có thôi chứ không phải là ai cũng có. Và những người thật là nghiền cái trái Black Madeira này thì phải trồng trong greenhouse. Mà khi nó không kịp chín vì là mùa lạnh tới sớm á, thì họ phải bắt điện, họ phải chỉnh nhiệt độ để mà hy vọng cho dưới cái ánh đèn, dưới cái nhiệt độ nhân tạo đó nó chín cho người ta ăn thử. Cho nên giờ mời các bạn đến gần xem nha. Để review cho các bạn xem hôm nay đó, thì là hậu sẽ hái luôn 4 trái hôm nay nhé. Nó từ chín tới cho tới chín mọng luôn. Thì cái trái đầu tiên cả nhà nhìn thấy không? Cái trái này là nó chưa có mềm lắm. Nhưng mà cho cái mục đích review với các bạn á, thì hậu hái luôn nhé. Thì đây các bạn thấy không? Khi nó chưa chín mấy mà mình hái thì nó có một chút cái nhựa nó chảy ra này các bạn thấy không? Cái nhựa hoặc có người gọi là cái mủ trắng đó. Thì đó, đó là trái đầu tiên nha. Rồi đây là trái thứ hai nè.
Trái này cũng chưa có chín lắm, cũng hái luôn cho các bạn xem. Thì cũng vậy, khi chưa chín mấy nó có cái mủ trắng như vậy nha. Rồi đây là một cái trái mà Hậu thấy nó chín khá hơn này. Tức là khi mà nó chín khá hơn như vậy là mình thấy những chú kiến rất là tinh. Cho nên là khi mà thấy một cái trái chín á, thì là tụi nó biết được cái mùi ngọt đó. Cho nên là nó đến để mà nó kiếm nó ăn này. Thì cái trái này Hậu rờ vào thấy nó mềm hơn hẳn này. Và có kiến trong đó nữa. Cho nên là mình phủi kiến đi nha cả nhà. Mình phủi kiến đi xong rồi mình sẽ ăn thử. Và đây là cái trái cuối cùng này cả nhà ơi. Cái trái này các bạn thấy không? Cái cổ của nó rũ xuống rồi này. Mà khi mà nó rũ xuống như vậy là nó chín, hầu như gọi là chín rục rồi đó. Mà khi các bạn thấy không? Khi mà nó chín giống như cái quả vừa rồi và quả này đó. Thì nó chín tới nơi rồi, mình hái nó không có ra cái nhựa trắng nữa. Thì đây, hai cái quả này khi mình rờ vào nó mềm hơn hẳn này. Cho nên bây giờ Hậu sẽ cắt ra rồi review với các bạn nhé. Bây giờ Hậu cắt ra cho cả nhà xem coi ở trong nó như thế nào nhé. Cái quả đầu tiên mình cắt ra thì là nó chưa có chín mấy này các bạn. Thì cái quả này là số 1 nha. Quả thứ hai này thì mình thấy nó chín khá hơn. Nhưng mà cũng không có chín lắm. Wow, ở trong cái màu nó đẹp chưa? Đây là quả thứ ba, quả này chín khá lắm nè. Đây là quả thứ ba. Và đây là quả cuối cùng nha các bạn. Quả cuối cùng thì mình rờ và mình thấy nó khá mềm luôn nè. Thì như vậy các bạn ơi, quả này là nó chưa có chín mấy nè. Nó còn cứng ở trong, thành ra là nếu mà các bạn nhìn kỹ đó, thì là Hậu thấy là nó chưa có cái mật của nó. Quả này nhìn khô, không thấy ướt và không thấy mật. Mà khi mình rờ vào, mình thấy nó còn khá cứng các bạn ạ. Cho nên thôi mình sẽ không ăn cái quả này nhé. Mình chỉ chiếu để cho các bạn thấy là từng cái bước từ ương ương cho tới chín hẳn thì nó khác như thế nào thôi. Cho nên mình sẽ không có ăn thử quả này nha cả nhà. Còn đây là cái quả thứ hai nè các bạn. Quả thứ hai này thì nó chín hơn rồi này. Mình rờ vào thì mình thấy là có thể ăn được. Một bên này thì mình thấy nó hơi có một chút xíu mật. Còn bên này thì hầu như chưa thấy. Thì rờ vào thấy nó mềm hơn. Cho nên giờ mình ăn thử nhé. Nó có vị ngọt rồi các bạn ạ. Nhưng mà tuy nhiên nó chưa có được thơm mấy nha các bạn. Còn đây nè, đây là cái quả mà nó chín khá lắm rồi này. Như các bạn nhìn thấy đó, khi mà mình rờ vào vầy là nó mềm ra ha. Mà nó có mật rất là nhiều. Khi mà mình bóp bóp và mình nắn như thế này, các bạn thấy ở trong giữa không? Nó có mật rất là nhiều. Và cái màu của nó mình thấy nó đậm hơn này cả nhà. Bây giờ Hậu ăn thử nha. Thì nó giống như là một thứ jam, nó giống như là một thứ mật vậy đó các bạn. Ăn nó khá ngọt, ngọt hơn. Và cuối cùng bây giờ Hậu sẽ thử cái miếng cuối cùng nha các bạn. Này các bạn nhìn thấy không? Cái mật của nó rất là nhiều luôn này. Và nó mềm hơn nữa. Thì cái trái chín mọng này đó, mình muốn ngửi coi nó làm sao. Thì thật ra cái trái sung Mỹ đó các bạn, nó không có thơm nhiều giống như là những thứ trái cây khác. Nếu mình để cái khoảng cách cỡ này này, thì mình vẫn không ngửi được cái mùi gì các bạn. Còn nếu mà đưa gần như vậy đó, thì mình mới thấy cái mùi sung nó thơm nhẹ nhẹ. Cái này có người gọi là King of Figs các bạn. Có nghĩa là vua sung đó. Người ta thích nó đến mức mà người ta cho nó cái biệt hiệu là vua sung. Thế thì bây giờ mình mới ăn thử xem coi nó làm sao nhé. Cái vị ngọt của nó khá đậm đà các bạn. Nó không có ngọt thanh giống như cái trái Ponte Tresa. Cái trái Ponte Tresa thì hầu như nó có cái hương vị của một cái thứ trái cây gì đó sang hơn. Còn cái trái Black Madeira này đó thì nó ngọt đậm đà hơn các bạn. Nó giống như là jam hơn. Cái chất của nó quẹo lại.
giống như là một thứ mật vậy đó các bạn. Và khi mà mình ăn đó, thì cái vị ngọt nó để lại ở trong miệng mình một lúc lâu hơn các bạn ạ. Trên cái trái này nó rất là đặc biệt. Hậu thấy là cái trái Ponte Tresa và trái này, cho dù là cái hương vị và cái vị ngọt nó có khác nhau, nhưng mà hai cái trái này đúng là top ở trong làng Trung Mỹ nha các bạn. Cho nên mình trồng được cái cây này mình rất là thích. Tại vì mọi người như Hậu nói mà chơi sung thì đều đồng ý là cái trái Black Madeira là một trong những thứ ngon nhất. Và hôm nay sau 2 năm mình đã được ăn rồi, 2 năm trước, thì 2 năm sau mình ăn lại, mình vẫn nhớ cái vị ngọt đặc biệt của nó. Hậu trồng khoảng chừng 7 loại sung Mỹ khác nhau đó các bạn. Thì Hậu cứ lần lượt đưa cho Nga ăn thử những cái trái sung Mỹ. Thì thường thường Nga cứ nói là em không có thích sung Mỹ, cái này nó không có hợp với em chỉ thích cái gì mà nó giòn và ngọt thôi. Nhưng mà khi Hậu đưa cái trái sung Black Madeira cho Nga ăn thử đó, thì Nga nói wow, trái này ngon. Cho nên mình thấy cái vị thơm cũng như là cái vị ngọt của nó rất là đặc biệt. Và ngay cả một người không thích ăn sung giống như vợ Hậu mà cũng đều đồng ý là đúng, cái loại này ngon. Một điểm nữa mà Hậu muốn thêm vô cái clip này đó các bạn, là cái cây này nè, Black Madeira, cái khả năng chịu lạnh nó yếu các bạn ơi. Cho nên là năm nay đó, Hậu đã học được một số cái cách chỉ dẫn từ chính trong comment của các bạn cho Hậu. Cho nên là mùa đông năm nay mình sẽ kiếm cách bảo vệ cái cây sung quý hiếm này. Còn như Hậu biết á, các bạn ở Việt Nam, Hậu thấy có những cái hội chơi sung ở Việt Nam rất là vui. Và Hậu thấy ở trên Facebook á, thì Hậu thấy cái cây này mà các bạn trồng ở Việt Nam thì thích lắm các bạn ơi. Tại vì Việt Nam mình nhiệt độ nói chung nó là ấm, nó là nhiệt độ nhiệt đới, cho nên nó rất là thích hợp với cái cây sung như thế này. Và Hậu nghe nói, Hậu ở Mỹ lâu thì Hậu không biết, nhưng mà nghe nói á, là cây sung trồng ở Việt Nam thì ra trái quanh năm. Đó là cái điều mà những người ở xứ lạnh chỉ có mơ ước thôi các bạn. Tụi mình không có được như vậy. Mình chỉ được vài tháng ngắn ngủi để mà ăn sung Mỹ thôi. Còn ngoài ra thì là nó lạnh và tụi mình bị mất những cái trái còn non. Đó là cái điều mình tiếc lắm á các bạn. Thành ra Hậu xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem kênh Vườn Hạ Ngâu cũng như là xem cái clip ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đăng ký kênh cho nó vui cũng như là nối kết với Hậu ở trên Facebook Vườn Hạ Ngâu. Hậu xin chào tạm biệt và cảm ơn cả nhà. Bye bye nào.